16 nè, 20 nè. À, new grade. Đây, nó là file như vậy. Sau đó chúng ta tạo cái một nền màu đen đúng không? Tô màu đen cho nó. Ok chưa? Ha, màu đen, tô màu đen vào cho nó. Rồi, ở đây là hạt cà phê. Hạt cà phê này chúng ta sẽ tô màu ở cái dạng pattern đó. Thì chúng ta thấy là ở đây á, là mấy cái hạt hạt cà phê này á, nó sẽ to ở gần á, là nó to, xa thì nó nhỏ lại. Nó cảm giác như cái sự phối cảnh ở đây chứ không phải là tự nhiên mình tô bình thường. Đó, thì cái màu cà phê này nè, thầy định nghĩa nó là một cái pattern. Control A, Edit, Define Pattern. Định nghĩa nó là một cái pattern. Rồi, ok. Đứng bên đây. Tô vô thì mình tạo layer mới nó tô vô nha. Nhiều bạn hay tình trạng tô luôn background luôn không làm được gì. Edit Fill. Rồi, chọn cái màu pattern và cuối cùng chọn cái màu cà phê này, nhấn ok. Thì nó tô hạt cà phê vào đây. Ha. Rồi, sau đó lan chuột thu nhỏ lại, giờ xuống dưới. Thì chúng ta thấy là ở đây nè, màu đen. Rồi sau đó mới thấy hạt cà phê. Ta nằm cho nó khoảng vị trí này. Ha, khoảng vị trí này là thứ nhất. Thứ hai nữa nó là chúng ta cần Ctrl T. Ctrl T. Sau đó chuột phải chọn là Perspective là phối cảnh á. Chuột phải Perspective là phối cảnh. Rồi nắm cái nốt này nè, kéo phình rộng ra. Đó thì lúc đó cái cảm giác là gần hạt to, xa hạt nó nhỏ lại. Nha, đó là cách làm như vậy nha. Rồi, kế tiếp. Chúng ta thấy là cái ranh giới giữa cái layer 1 này với lại cái background này á, là cái đề á, là nó nhìn nó không có rõ ràng, nó rất là mờ mờ, rất là ảo ảo không? Cho nên chúng ta đứng tại layer 1 này nè, tạo mặt nạ cho nó. Tạo mặt nạ cho nó. Sau đó dùng công cụ tô màu chuyển sắc Gradient. Màu của nó là màu đen sang màu trắng. Rồi mình tô vô cho màu đen trước, trắng sau. Mình tô vô nè. Đó, mình tô từ trên xuống dưới. Chỗ này nè, tô xuống dưới. Đó, chị thấy là màu đen nó xè xuống không? Đó. Đó, màu đen nó xè xuống. Lúc đó chúng ta không thấy ranh giới nữa đúng không? Được như không? Đó, nha, như vậy. Rồi, sau đó chữ coffee. Coffee thì dùng công cụ văn bản test, click một điểm. Rồi gõ chữ coffee vô. À, tương tự như vậy thì chúng ta cũng cho cái màu của nó là màu chữ màu trắng trước rồi đã. Đó. Rồi Ctrl T. Còn thiếu chữ E đúng không? Thiếu cái gì? Rồi, sau đó Ctrl T. Ctrl T nha, rồi sửa cho nó lớn lên. Shift cho nó lớn lên, phình to lên. Như thế này là rồi, phần đó to ra. Cái phong này không có hợp lý nha, nó móc lên như là không không đẹp rồi. Nó không phù hợp cho cái bài này. Chúng ta đổi phong khác liền. Đó, thành như vậy nó hợp lý hơn nè. Nhưng mà cái phong nó cũng mang một cái ý nghĩa và nó cũng có một cái thông điệp nó truyền đạt vô đó. Cho nên chúng ta làm phông chữ trong thiết kế rất là quan trọng nha. Không phải là cái phông nào cũng xài được đâu. Đó, cái phông rất là quan trọng. Rồi, sau đó thì cái chữ cà phê này á, chúng ta chỉ lấy cái viền thôi, không lấy cái nội dung bên trong. Cho nên là chúng ta nhấn control click vô cái chữ T này để nó xuất hiện cái vùng chọn. Rồi mình ẩn cái layer này đi. Ẩn layer cà phê đi rồi new layer mới. Layer 2. Đó, hiện tại mình có cái vùng chọn này. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang mượn cái chữ, mượn cái test để lấy vùng chọn. Lấy vùng chọn thôi. Rồi đứng tại layer 2 này chúng ta mới tô vô edit stroke là tô viền. Rồi thì cái viền này chúng ta cho nó là tầm là 2 pixel. Màu của nó thì hút hút cái màu của cái đề đi. À, hút cái màu của cái đề màu nâu. Đó, ok. Rồi ok. Đó thì chúng ta sẽ có được một cái chữ này không? Ha, đó vậy ha. Rồi, và tương tự như vậy thì chúng ta cũng tạo mặt nạ cho nó. Tạo mặt nạ cho nó và chúng ta sẽ tô màu chuyển sắc.
cho từ dưới lên để cái dưới chân nó cũng ẩn luôn, cái chân cũng ẩn luôn. Rồi xin mời, nếu mình làm tới đây này, đây thầy, tức là cái nền màu đen, bắt trên cà phê và chữ cà phê, cái hai cái này đều mặt nạ hết, đồ vô. Rồi từng bước một nha, rồi xin mời bắt đầu làm. Này lưu phim lại.